những cái tệ nạn xã hội ở Hà Nội ấy, nó có cái gì thì ở cái chợ Đồng Xuân nó cũng có cái đó. Ví dụ như nạn lô đề thì nó còn là một cái trung tâm mà chứa chấp những gái mại dâm. Thanh Tuyền xin giới thiệu cùng với tất cả quý vị chỉ có chiếc ghế Lusaco và đặc biệt là một phát minh của người Việt chúng ta. Đây là chiếc ghế duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ và đã được sử dụng trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Quý vị có thấy hãnh diện không? Tại sao chúng ta không ủng hộ? Ta về ta tắm áo ta, đúng không quý vị? Công nhận rằng đây là một cái phát minh của người Việt Nam mình hoàn toàn ở Hoa Kỳ mà phải thật là hãnh diện. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền thông Nửa Vòng Trái Đất TV. Tôi là luật sư Quang Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức. Thì trong câu chuyện hôm nay á, thì tôi sẽ phân tích và bình luận với quý vị và các bạn về cái sự kiện xảy ra vào 6 giờ tối ngày thứ Bảy 15 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Đó là có 6 người Việt Nam ở hai nhóm khác nhau đã xảy ra một cái mâu thuẫn xung đột, đã dẫn đến 3 người bị trọng thương và khi cảnh sát tới nơi á là đưa đi cấp cứu. Và trong 3 người đó thì theo thông tin từ cảnh sát cho biết ý, là một người 35 tuổi, một người 36 tuổi và một người 37 tuổi. Thì trong đó có người 36 tuổi á là bị trọng thương rất là nặng nhưng mà rất là may mắn thì được cấp cứu kịp thời cho nên cả 3 người này đã thoát qua được cái tình trạng nguy kịch. Và hiện nay thì họ vẫn đang nằm ở bệnh viện và phía cảnh sát cho biết thì họ vẫn đang tiếp tục điều tra cái sự vụ này để xem nguyên nhân vì sao dẫn đến cái cuộc ẩu đả và mâu thuẫn. Thì tôi cũng đã có hỏi một số người ở trong chợ Đồng Xuân, họ có chứng kiến hoặc là trước hoặc sau cái vụ xô xát này xảy ra, thì họ cho biết 6 người này đều là người Việt Nam họ xuất thân từ các tỉnh ở miền Trung, ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Và cái mâu thuẫn dẫn đến ấy là những người này tham gia một cái ổ nhóm cờ bạc, rồi một bên thắng một bên thua. Thì trong cái buổi tối thứ sáu đó thì họ đến với quán ở trung tâm chợ Berlin, có quán là Berlin Đồng Xuân Quán, và khi hai bên ngồi ở hai bàn khác nhau họ uống rượu say rồi sau đó cà khịa với nhau, và do không kiểm soát được hành vi của mình họ đã dẫn đến cái xô xát với nhau và họ dùng dao rồi dùng gậy tấn công vào nhau một cách quyết liệt. Thì nhóm ba người mạnh khỏe hơn thì họ đã tấn công và làm cho ba người ở nhóm đối thủ của mình bị trọng thương. Rồi sau đó thì ba cái người mà đã tấn công và gây thương tích cho nhóm kia đó, họ đã bỏ chạy. Và hiện nay thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm ba người đó. Thì chúng ta biết ý, cái chợ Đồng Xuân này ấy, là một cái chợ của người Việt đã có từ nhiều thập kỷ trước đây. Trước đây là một cái nhà máy bỏ hoang, sau đó thì một người Việt là ông Nguyễn Văn Hiền thì đã thuê cái khu đất này và ông tiến hành xây dựng cái chợ Đồng Xuân. Và hiện nay ở chợ Đồng Xuân ấy, thì có 4 cái khu nhà chính, thì không chỉ có người Việt Nam buôn bán ở đó thì ngoài ra còn có những người từ Pakistan hay là người từ Ấn Độ, họ cũng thuê mướn lại những cái chỗ này để làm cái nơi trung tâm giao dịch hàng hóa. Thì ở chợ Đồng Xuân thì họ buôn bán rất là đa dạng, ngoài những vấn đề buôn bán quần áo ra, những cái mặt hàng giày dép, thì trong đó thì có những cửa hàng thực phẩm của người Việt. Ở đây thì gần như là một cái trung tâm phân phối cái thực phẩm châu Á cho các cái chợ người Việt ở khắp cái phần của Đông Đức. Ngoài ra thì có những cái cửa hàng ăn đặc sản Việt Nam như là bún, phở, đầy đủ các loại thực phẩm. Gần như là ở Việt Nam mà có những cái thực phẩm gì mà trong cái cuộc sống hàng ngày của người Việt thì ở chợ Đồng Xuân thì cũng có đầy đủ những cái thứ đó. Bất kỳ cái gì chúng ta cũng có thể đến chợ Đồng Xuân. Và những người Việt từ khắp nước Đức ấy, khi mà họ trở đến thủ đô Berlin ấy, thì người nào cũng đi qua cái khu chợ Đồng Xuân này. Thì chợ Đồng Xuân trước đây ấy, thì nó rất là phức tạp. Cái thời kỳ đầu thập niên những năm 2000 ấy, thì nó khá phức tạp. Và sau đó thì cảnh sát Đức đã phải dùng rất nhiều đến lực lượng để mà tìm cách bắt giữ, chấn áp và những cái băng đảng tội phạm của người Việt ở đây. Nhưng mà nó cũng không hết hoàn toàn. Đến nay ấy, thì chợ Đồng Xuân theo cảnh sát Đức cho biết ấy, thì nó vẫn là trung tâm tội phạm của những cái nhóm người Việt sống không có giấy tờ ở đây. Thì chúng ta biết ở nước Đức hiện nay ấy, thì nó có những con số nó không có chính xác lắm. Có một lần thì ông Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cho biết ý, là Đức có khoảng 150.000 người Việt, nhưng mà có một số con số khác của một số cơ quan khác đưa ra thì nói là có khoảng 200.000 người Việt ở Đức. Trong số đó những người Việt sống không có giấy tờ thì rất là nhiều, có một số những cái người đã từng phạm tội ở Việt Nam
thì họ qua các cái kênh khác nhau ở các nước Đông Âu cũ, thì họ đã trốn sang nước Đức để mà trốn cái lệnh truy nã hay là trốn trốn sự truy đuổi của cảnh sát Việt Nam. Thế nên khi mà đến nước Đức ấy, một cái môi trường rất là thuận lợi để cho họ làm ăn buôn bán không chỉ là hợp pháp mà còn có cả những cái phi pháp nữa, thì cái chợ Đồng Xuân này ấy, nó là một cái trung tâm, thứ nhất là trung tâm buôn người, trung tâm giao dịch chuyển người. Thì những cái người mà họ đi qua các cái ngả các nước thuộc Đông Âu cũ như là Romania, Bulgaria, Hungary, thì sau khi tới nước đó một thời gian thì họ sẽ di chuyển bằng các hình thức khác nhau, ví dụ bằng xe container hay là bằng nếu như từ đi từ Romania hay là một số Serbia. Còn những người đi từ Hungary ấy, thì họ có thể đi trực tiếp bằng tàu, bởi vì giữa Hungary và Đức ấy, thì nó đều nằm trong số khối Schengen cho nên họ đi lại dễ dàng hơn. Còn những người từ Romania ấy, thì Romania chưa vào khối Schengen cho nên là họ phải đi bằng con đường bất hợp pháp, và họ đều tập kết ở Berlin, rồi sau đó thì họ có thể đi sang các quốc gia khác hoặc là họ tiếp tục hành trình của họ đi qua Pháp hoặc qua Bỉ, để từ đó họ đi qua bằng cano sang Anh bằng đường container hoặc là đường bằng tàu biển. Thì đấy là một cái, đấy là một trung tâm buôn người. Ngoài ra thì nó còn là một cái trung tâm mà chứa chấp những gái mại dâm. Những cái cô gái ở Việt Nam thì có thể nhẹ dạ bị dụ dỗ bởi các đường dây buôn người, hay là có những người mà họ đi từ Việt Nam để sang châu Âu tìm kiếm cái cuộc sống cuộc sống tốt đẹp hơn á, nhưng mà khi đến Đức ấy, thì họ không có tiền để mà trả cho các cái đường dây buôn người á, thì lập tức là họ sẽ bị rơi vào bẫy của những cái tổ chức buôn người này. Thì nó có rất nhiều cách để những cô gái này có thể thoát ra. Thứ nhất ý, là chấp nhận làm em út của những cái vị đại gia, những cái ông chủ giàu có ở khu Berlin. Thì những đường dây buôn người này á, họ thường có danh sách của những cái người rất là giàu có ở Berlin mà có nhu cầu muốn hưởng thụ những cái cô gái trẻ từ Việt Nam sang, thì những ông chủ đấy phải bỏ ra một khoản tiền từ 5.000 hay 10.000 tùy theo cái khoản nợ mà cô gái đấy đang nợ với đường dây buôn người này, và đồng thời sẽ trả khoản nợ cho cô gái, đồng thời phải trả một khoản tiền để cho cái đường dây buôn người này trao cái cô gái này cho cái đường dây cho cái ông chủ đó trong thời gian là vào 1 tuần 10 ngày, hay là ông chủ có thể bao trong thời hạn lâu dài. Thì nó tùy theo cái đó mà cái số tiền mà ông chủ phải trả. Cái thứ hai ấy, là họ phải chấp nhận vào cái ổ mại dâm. Thì cách đây khoảng hơn 1 năm ấy, thì cảnh sát Đức đã phá một cái ổ mại dâm ở thành phố Leipzig, cách Berlin khoảng trên 100 km, và ở đó thì đã cũng bắt giữ khoảng mấy chục cô gái từ Việt Nam sang, vào cái ổ chứa mại dâm đó là của một người Việt làm chủ. Đấy là cái chợ Đồng Xuân, nó là một cái trung tâm thứ hai để chuyển tiếp. Cái trung tâm thứ ba ấy, nó là một cái nơi để mà buôn bán hàng phi pháp. Ví dụ như là cảnh sát Đức thì đã nhiều lần theo dõi, ví dụ như là những cái điện thoại giả họ nhập khẩu từ Trung Quốc, hay là phụ kiện điện thoại, đặc biệt là phụ kiện điện thoại. Thì cái chợ Đồng Xuân ấy, nó là gần như là một cái trung tâm, họ nhận hàng từ qua ngã Ba Lan hay qua một số ngã các nước Đông Âu khác vào đó, rồi họ phân phối cho cái mạng lưới của người Việt buôn bán các phụ kiện điện thoại trên toàn nước Đức. Đấy, thì cái giá nó rất là rẻ, và cảnh sát Đức đã nhiều lần triệt phá được những cái ổ của cái kho chứa những cái điện thoại, phụ kiện điện thoại như vậy. Đấy là những cái hàng giả, hàng hàng nhái mà được tuồn vào nước. Rồi nó cũng là một cái trung tâm để mà vận chuyển hàng từ Berlin về 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 Việt Nam. Thì trong những cái hàng hóa đấy thì đa phần là hàng hóa trốn thuế, bởi vì ở nước Đức ấy, thì có những cái công ty núp bóng để mà họ gom hàng hóa. Thì bất kể hàng hóa đó là cái hàng hóa gì, chỉ cần trả cho cái công ty vận chuyển đó từ 8 đến 10 euro thì các công ty này họ sẽ có trách nhiệm chuyển đến cái địa chỉ ở tại Việt Nam mà không cần thiết phải trả thuế, hay là không cần phải, cái công ty vận chuyển này họ bao toàn bộ ở những cái khâu kiểm hải quan ở ở Việt Nam. Thì chúng ta thì cách hồi năm ngoái thì đã có một cái vụ mà cảnh sát tỉnh Hải Dương ấy đã bắt giữ một cái vụ ma túy mà do một cái đường dây họ đưa ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam, mà ở cái chợ Đồng Xuân đấy là một cái trung tâm họ tập kết ở đó. Đấy, thì ngoài những hàng hóa trốn thuế ra thì đó là một, còn là một nơi mà họ vận chuyển ma túy, họ mua những cái ma túy hay là cần sa từ những nước mà được giao dịch hợp pháp như ở Hà Lan chẳng hạn, hay là thậm chí nó được trồng ở những nước Tây Ban Nha, họ chuyển về về Đức, rồi sau đó từ Đức họ sẽ đóng vào những cái kiện hàng bình thường khác để họ qua mắt hải quan ở Việt Nam. Thì đấy là nó có rất nhiều những cái trung tâm làm ăn bất hợp pháp ở tại Berlin là như vậy. Thế thì cảnh sát Đức thì họ cũng nhiều lần theo dõi để mà họ triệt phá, nhưng mà cũng không thể nào mà một cách triệt phá một cách hoàn toàn được. Ví dụ như bắt được băng nhóm này thì những băng nhóm khác họ lại tiếp tục nổi lên, bởi vì những lượng người
mà đến từ Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp vào Đức và cư trú ở đó không có giấy tờ thì rất là nhiều. Đấy nên là ngoài ra thì có những cái ở trong chợ Đồng Xuân đấy nó có rất nhiều những tệ nạn, ví dụ như những cái tệ nạn xã hội ở Hà Nội ấy, nó có cái gì thì ở cái chợ Đồng Xuân nó cũng có cái đó, ví dụ như nạn lô đề nó diễn ra giống như Việt Nam. Nếu quý vị đến thăm chợ Đồng Xuân thì đi vào những cái chỗ một số quán ấy mà thấy những nhiều những người đàn ông mà họ đã ngồi uống bia hay là ngồi uống trà đó thì hỏi là có muốn ghi số đề ở Việt Nam hay không hay là chơi gì đó, họ chơi xuyên bia, gọi là liên liên lục địa luôn đấy, tức là họ có thể ghi số đề lấy đánh số ở Việt Nam và trả tiền ở Đức, hay là tất cả những cái gì đó cũng đều có, cá độ bóng đá, tất cả những cái gọi là những cái tệ nạn gì ở Việt Nam có thì nó cũng ở chợ Đồng Xuân cũng có. Có thể nói ấy, là cái chợ Đồng Xuân nó như là một cái trung tâm về những cái tệ nạn xã hội ở một cái nước Việt Nam thu nhỏ về cái tệ nạn xã hội ở ở đó. Thì đấy là tôi muốn điểm qua để quý vị thấy rõ là như vậy. Thì ngoài những cái vấn đề vấn nạn của xã hội đó thì chợ Đồng Xuân cũng là một cái nơi ẩm thực đấy, có rất nhiều những món ăn mà ví dụ như quý vị mà đến châu Âu á, mà muốn thử, gọi là thưởng thức những món ăn mà giữ nguyên những cái hương vị của Việt Nam á, thì chỉ có chợ Đồng Xuân thôi là giữ nguyên hương vị, bởi vì đa số đó phục vụ cho người Việt cho nên là họ giữ nguyên hương vị. Còn ví dụ như là quý vị muốn ăn những món Việt Nam mà ăn ở những cái thành phố, những cái bang ở phần Tây Đức ạ, thì nó sẽ không còn giữ nguyên hương vị của Việt Nam nữa, bởi vì ở các bang ở phần Tây Đức ấy, thì đa số là họ phục vụ cho người nước ngoài, người 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 Tây, cho nên họ phải thay đổi cái hương vị đi, cái khẩu vị đi, cho nên nó không còn giữ được cái hương vị hay là cái khẩu vị của người Việt Nam, cho nên chỉ có đến Berlin thì chúng ta mới được, và chợ Đồng Xuân là một cái nơi rất là cụ thể thì chúng ta mới có được ăn được cái hương vị nguyên nguyên gốc của Việt Nam. Đấy thì đó là những cái mà chúng ta lướt qua một số cái thông tin liên quan đến cái sự kiện mà cái xảy ra cái vụ ẩu đả giữa hai cái nhóm người Việt ở tại thủ đô Berlin vào 6 giờ tối ngày thứ bảy 15 tháng 3 vừa qua. Tôi xin tạm dừng điểm tin ở đây. Một lần nữa xin chúc quý khán giả của Nửa Vòng Trái TV mạnh khỏe, hạnh phúc của ga. Xin gặp lại quý vị trong những bản tin sau này. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Ringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Ringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.